Cho bạn nào chưa biết, bấm ngay vào link bio như phần mô tả ở phần gym comment để tham khảo ngay cái dịch vụ game Block Food và game Toilet or Defense trên kênh của mình nha. Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bi Đại Đần 02 và đến với một video tiếp theo của Toilet or Defense của mình. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tham gia sự kiện cũng như là nhận tất cả những phần thưởng của cái Roblox The Classic của Toilet or Defense các bạn nhé. Khi mà các bạn hoàn thành được tất cả nhiệm vụ thì các bạn sẽ sở hữu được một con unit mới là con Classic Caramel ngay đằng sau. Thì con này nó sẽ sử dụng được 4 loại vũ khí và khi nâng cấp lên thì những vũ khí của nó sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Nói chung là sự kiện này nó cũng khá là giống cái sự kiện The Hunt đi nhặt trứng ngồi trước. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ được những cái phần quà xịn sò hơn. Không liên thoan lên thuyền nữa, bây giờ hãy cùng mình bắt đầu video thôi nào. Let's go. Ok, đầu tiên thì tôi sẽ cho các bạn xem cái sự kiện này có gì nhá. À đây, ở bên tay phải các bạn nhấn vô cái biểu tượng Roblox Classic thì nó sẽ hiện ra này. Đầu tiên này, các bạn sẽ có tổng cộng là 5 nhiệm vụ. Ok chưa? Ví dụ như là đánh bại cái map Easy này, hay là kiếm được 200 coin, đánh bại 1000 con toilet, chiến thắng cái chế độ Medium, và cuối cùng là đánh bại 1000 con toilet khi mà sử dụng cái con Classic Cameraman, tức là con mới luôn này các bạn này. Đấy, các bạn chỉ cần hoàn thành 4 nhiệm vụ thì 100% các bạn sẽ nhận được cái con Classic Cameraman bên cạnh tại đây. Đó, ok chưa? Và tiếp theo nữa thì trong cái sự kiện này chúng ta còn phải đi tìm cái nút tờ EX này các bạn, cái nút tích này này. Đấy, thì ngay bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn tìm 10 cái nút tích đây nhá. À, tôi cũng không biết là phần thưởng khi mà tìm xong là gì nữa các bạn ạ. Ok, vị trí đầu tiên đó chính là ngay cái chỗ các bạn nhận phần thưởng VIP. Đây này, pam. Ok, đó các bạn sẽ nhận được một cái huy hiệu ở bên góc phải màn hình. Đây là vị trí thứ hai, pam. Nút tích thứ ba ở ngay bên cạnh cái thuyền của Evan chế độ Endless các bạn nhá. Pam. Rồi, đây là vị trí thứ tư ở chỗ ngay cái event Clock Bottle luôn này các bạn này. Pam. Vị trí thứ năm tôi đố các bạn biết đâu đấy. Tôi đố các bạn cho 3 giây biết vị trí thứ năm ở đâu đấy. Ai mà biết được. Nó ở trên đầu của anh Bi Đại Thần. Đây này các bạn này. Đó. Cái này nhiều bạn không để ý lắm, tìm hoài không ra đâu. Thêm một cái nút cũng khá là khó nữa bởi vì nó hơi cao. Đó là ngay cạnh cái chỗ map Pam Paradise các bạn đây này. Đấy. Mẹ. Easy. Có cái gì khó hơn không? Lần nào cũng cho tìm mấy cái này dễ vãi ờ. Tiếp tục thêm một cái ở sau cái hòm quà này nè. Phù. Ok. Sau đó các bạn đi qua đây. Ở dưới cái bảng top win little boy. Đó. Cái nút thứ 9 của chúng ta ở bên cạnh chỗ summon. Rồi. Và cái thứ 10 là ở trước mặt cái toilet lab. Đây này các bạn này. Đó. Chưa đầy 2 phút thôi các bạn đã tìm được 10 nút stick của anh Bi Đại Thần. Quá đơn giản đúng không nào? Rồi, sau khi mà kiếm đủ 10 tích rồi đúng không? Các bạn bước qua cái cánh cổng mà ở video trước tôi bảo là cánh cổng Doraemon ấy. Thì đây nó là cái cánh cửa Roblox Classic. Các bạn sẽ qua một cái trò chơi khác của Roblox nữa. Đó, cái tích mà các bạn vừa kiếm. Đây này, trên đầu này, tôi được 10 tích này. Nó giống như kiểu là các bạn tích điểm ấy. Và các bạn sẽ phải đi tìm những cái điểm tích này ở rất là nhiều tựa game. Chứ không phải là mỗi tựa game Challenge or Defense các bạn nhá. Ở đây chúng ta có mấy cái tựa game khác, ví dụ như là Challenge or Defense Simulator, Lightopia, Arsenal, Adult Chip luôn này các bạn này. Đấy, mỗi một tựa game nó sẽ có tầm khoảng 10 tích. Các bạn vào game đó và các bạn kiếm. Thì sau khi mà các bạn thu thập được những cái điểm tích này thì chúng ta có thể đổi những cái vật phẩm limited của Roblox các bạn ạ. Ví dụ nha, 32 tích là các bạn sẽ được một cái Mom Dog. What the hell, từ nào tạo ra vật phẩm như vậy? Có một thằng khứa top 1 này là thằng Oni-chan Bucket Arin. Nó gọi là tìm được 66 cái tích rồi các bạn, trong thời gian là chỉ có hơn 30 phút thôi. Ok, nói chung là tôi cũng không có nhu cầu sưu tầm mấy cái nút tích này để đổi phẩm limited gì. Cho nên là nếu mà các bạn có muốn săn đồ này kia thì các bạn tham gia nhá. Bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại cái Toilet Story Fan để vô cái map mới trong cái sự kiện lần này các bạn nhá. Get go! Sự kiện của Roblox có khác 200.000 người chơi. Quái ờ thật, gần bằng Lock Food mẹ luôn. Cái map mới của chúng ta có tên là Crossroads. Ok, get go! Alright, chọn chế độ Medium các bạn nhá. Vừa để hoàn thành cái nhiệm vụ Medium cũng như là hoàn thành luôn cả cái nhiệm vụ kiếm 200 coin này. Tuyệt vời. Đây là cái map mới các bạn ạ. Đó. Cũng không quá rộng đâu, do là cái map này được tạo ra do cái event của Roblox các bạn nhá. Những cái con toilet ở mấy cái map này tôi nghĩ là cũng giống như các bạn đi bình thường thôi. Có điều nó là cái map khác thôi, chứ cũng không thêm một cái con toilet nào quá đặc biệt vào đâu. Cái map này là một cái map mà admin tạo ra giống kiểu để chúng ta win đấy các bạn. Các bạn nhìn này, ví dụ nhá, các bạn chỉ cần đặt một con chỗ này thôi là nó có thể bao được cả cái đường vào trong cái tòa thành này của chúng ta cũng như là bọn unit luôn. Ê, các bạn có thấy là những cái con unit trong đây nhìn nó đồ họa nó đẹp hơn không? Ừ,
đồ họa của nó đẹp hơn các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn này, nhìn nó sắc nét hơn. Ây, bình thường các bạn chơi nó giống như là iPhone bản thường, còn đây nó là iPhone bản Pro Max. Cộng 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 mẹ luôn. Nhìn nó nét hơn hẳn đấy các bạn này. Hey, các bạn nhìn mấy con toilet nó nét không? Má, giống như đang chơi game khác chứ không phải là toilet cho defense luôn á. Đỉnh thật sự. Rồi, sẵn tiện đây thì tôi test luôn cho các bạn xem cái sức mạnh của con GF Clockman. Cái event này nó tạo ra những con unit cực kỳ gọi là điên rồ các bạn nhá. Các bạn nhìn con GF Clockman này, này nó tạo ra được một con Clock Spider 100.000 máu. Tôi nói thật với các bạn luôn, mấy con Mythic, Godly hay là Ultimate trong cái sự kiện đồng hồ đi endless còn dễ, chứ nói chi là đi mấy cái chế độ bình thường như thế này. Rồi, các bạn nhìn cái con GF Clockman của tôi, nó tạo ra một cái con unit 200.000 máu cho các bạn xem này. Ngoại 200.000 máu thì nó đẩy một phát một thì đỡ thì đéo được. À đâu, 300.000 máu. À, cấp cuối cùng nó còn là 500.000 máu các bạn. Nó đéo hề mất máu luôn. Cái con Clock Spider đấy nó không hề mất một giọt máu nào luôn mà. Mà mấy con unit trong sự kiện đồng hồ đúng kiểu là siêu siêu lỗi game luôn. Con Godly này là mạnh mạnh nhất trong tất cả con Godly rồi các bạn ạ. Các bạn nhìn này, ở cấp độ cuối nhá, nó sẽ tạo ra một con unit có cái máu là 500.000. Này 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 này. Mẹ. Đéo xây sát tí gì mẹ luôn. Để tí nữa con bot nó ra xem là con bot đấu với lại cái con Clock Spider mà cái con GF Clockman này của tôi nó tạo ra, xem mẹ đứa nào hơn các bạn nhá. Bố mày đấm điên. Bố mày can phá. Ok không? Ơ, gặp một cái Evil Way này các bạn này. À. Ừ, mẹ tao đéo hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mà chúng ta đã chiến thắng rồi các bạn ạ. À, khi mà thắng thì nó sẽ xuất hiện một cái animation gì đấy, hình như là của admin ấy, hay là của một trong số các admin tạo ra cái Roblox này. Đây, hoàn thành được một nhiệm vụ tìm 200 coin, hoàn thành được một nhiệm vụ đánh bại 1000 toilet, hoàn thành luôn cái nhiệm vụ chiến thắng cái map chế độ medium. Đấy, bây giờ tôi chỉ cần chơi lại map easy phát nữa là xong. Later. Right, ok, chúng ta đã hoàn thành được tổng cộng là 4 nhiệm vụ. Và đây là thời khắc nhận được cái con unit limited trong cái sự kiện lần này, Classic Caramelman Clam. Alright, con này chắc tôi nghĩ là cũng khá là hiếm đấy. Bởi vì một tài khoản thì chỉ được có một con thôi các bạn ạ. Con này là con Legendary, nó có đam S-Class. Hiện tại đang có gần khoảng 100.000 người sở hữu rồi. DPS của nó là 30.000. Rồi, tôi nghĩ là ok đấy, để tôi thử cầm vào Endless xem là nó đi đến quay bao nhiêu các bạn nhá. Ai, các bạn nhìn này, các bạn để ý không? Lúc đầu level 1 con này nó có tầm 12 thôi và nó cầm cái vũ khí là kiếm. Khi mà nâng cấp lên thì nó sẽ thay đổi vũ khí các bạn nhá. Ừ, để tôi xem là level 2 thì nó sẽ là vũ khí gì nhá. Ê, hay nha. Không biết là có mạnh hay không, nhưng mà kiểu như là nó thay đổi từ kiếm lên tới súng, xong rồi lên tới đại bác này các kiểu, thì cũng khá là đáng để sở hữu đúng không các bạn? Để mà nói là mạnh vãi cả trưởng thì chắc là sẽ không mạnh đâu. Nó sẽ không lỗi game đâu, nó sẽ kiểu là một con unit cực kỳ bình thường. À, một con unit sự kiện các bạn nhá. Nó có cái camera của nó là cái logo của Roblox luôn kìa. Đậm chất gọi là sự kiện luôn. Ok các tình yêu ơi, bây giờ thì anh Bi đại thần đặc nha. Rồi, cấp 1 chúng ta có một cái tầm là 12. Mẹ, một cái tầm mà siêu rắc rưởi trong cái game này. Để nâng cấp lên xem nhá. Rồi, lên cấp 2 là các bạn sẽ được một cái ná cao su, cái ná bắn chim. Ừ. Rồi, để lên cấp 3 xem sao. Lên cấp 3 nó là ném bóng đúng không các bạn? Ây, nhưng mà tầm ổn này, lên cấp 3 là tầm 40 các bạn ạ. Tôi nghĩ cấp cuối cùng là cấp 4 đấy. Lên cấp 4 cũng tức là max level, lúc này chúng ta sẽ làm một cái khẩu bazooka, khẩu đại bác các bạn nhá. Let's go. Và lên cấp 4 rồi thì nó sẽ có đam S-Lat, tức là đam lan là 15. À, cũng không quá gọi là đỉnh đâu các bạn ạ. Nó chỉ lan một tí thôi. Đấy các bạn thấy này. Ê, cái hiệu ứng mà nó nổ cái khẩu đại bác cũng đẹp phết đúng không? Rồi, bây giờ tôi sẽ đặt thêm một đống những cái con gọi là Classic Camera Man ở đây luôn. Rồi, đây là 13 con Classic Camera Man các bạn ơi. Tôi sẽ nâng cấp lên full từng con để xem là nó đi được tới đâu. Let's go. Cũng không mất quá nhiều tiền đâu. Đây, tôi nghĩ con này nếu các bạn cầm vào chế độ Nightmare chắc là vẫn sẽ vượt qua được thôi các bạn ạ. Tuy nhiên là vẫn cần phải có một con dép đầu nhá. Các bạn cứ cầm theo Mewing hoặc là Rapid Chow là được. Auto win Nightmare mẹ luôn. Vậy là cấp 1 sẽ là kiếm này, cấp 2 bố mới chuyển sang súng cao su, cấp 3 bố mới chọi bóng, và cấp 4 bố mới chơi Die Pack. Ok chưa?
What? Su. Các bạn nhìn kìa. Má, nó chọi bóng, nó bắn đại bác kìa. Cái hiệu ứng nổ đẹp ác luôn á. Nhưng mà máy bạn nào yếu thì có vẻ cái hiệu ứng này nó sẽ hơi lắc đấy. Rồi, tôi vừa mới check được thêm một cái lỗi nữa, cũng không biết phải là lỗi hay không. Nhưng mà ở đây nó để cao đao là 0.5 đúng không? Nhưng mà cái con này các bạn nhìn này, tôi nâng cấp max cho nó rồi, nó vẫn là 0.75. Đây này, để tôi cho ra con này cho các bạn xem này. Nó là 0.75 các bạn nhá. Và đã được buff 25% cao đao của DJ T-Man rồi. Chắc là cao đao của nó đang là 1 giây các bạn ạ. Khá là chậm so với lại cái chỉ số mà admin đã để ở đây là 0.5. Như vậy là nó mới bị giảm sức mạnh rồi đấy. Mà chưa chơi nóng đít nó bị giảm sức mạnh. Vãi hò thiệt. Chắc là ở trên này mới là cái lỗi này các bạn này. Còn cái dưới đây là 0.5 là đúng hay sao? Tại tôi thấy nó bắn nhanh lắm. Bắn tầm khoảng 0.5 giây thôi. Bắn đã nhờ. Má nhìn nó bắn đã không? Nó bắn phết đó chứ. Má mạnh nó... phết. Nó bắn đam lan to điên. Đúng rồi, nhưng mà nó đụng cái là nó ngủ. À thì đúng rồi, mấy con unit này đâu có kháng ngủ đâu. Cho nên là mình phải đặt xa ra giống vậy nè. Nó đâu bây giờ bị ngủ đâu em. Snack mẹ thiếu kinh nghiệm chơi event quá. Phải đòn. Máy của tôi mạnh thế mà nó có vẻ lắc do kiểu như là cái hiệu ứng của nó nổ to quá rồi các bạn này. Rồi bây giờ nâng cấp con cuối cùng nữa là full đội hình luôn nhá. Các bạn có thể thấy tầm của nó đang được tăng lên 15% là do cái con GF này nó búp các bạn nhá. Đấy, bây giờ đam của nó đang là 37.500 rồi này. Cộng thêm tí nữa tôi sẽ búp giảm 25% cái thời gian countdown của con Make Money Titan nữa. Đó. Thì để xem chúng ta có thể đi được đến wave bao nhiêu nhá. Má mạnh điên. Đấy, đội hình tầm này thì wave 59 là chúng ta có full gọi là đại bác luôn rồi nhá. Snack đoán được mẹ đi được đến wave bao nhiêu, anh tặng cho em một con gọi là Hyper. Em nghĩ đã được 90. 90 hả? Ok, nếu mà sai thì em tặng cho anh con DJ TV Man lại thôi được rồi. Không có. Vậy Snack đoán được 90, còn tôi thì tôi nghĩ là nó sẽ đi được tầm khoảng là wave 80 các bạn nhá. Này, bây giờ tôi bấm con Make Money các bạn nhìn nhá. Đây là tốc độ hiện tại của nó, các bạn nhìn tôi bấm con Make Money Titan này. Bam. Các bạn nhìn nó bắn kìa. Mà các bạn nhìn nó bắn kìa. Trời ơi, crazy luôn á. Mà nó bắn nhanh điên. Hầu như là mẹ bắn không có điểm dừng mẹ luôn. Đặt tiếp thêm một con đây để cho nó búp liên tục luôn này. Để bây giờ tôi bán thêm một bãi farm đi. Ừ đấy. Đặt thêm một con Make chỗ này nữa để cho nó búp liên tục luôn. Bán nốt bãi farm này lại đi. Tôi nghĩ là cũng không cần tiền đâu các bạn ạ. Mẹ chơi đồ đi mấy em ơi. Chơi đồ đi. Xử lý thêm một con Barret Rocket đâu chờ toilet này cho anh xem nào. Nó bắn như pháo bông ngày Tết mà. Wow, vãi điên. Tất nhiên là tôi đang dùng một cái đội hình gọi là siêu búp. Vừa búp tầm, vừa búp đam, vừa búp cao đao. Và nếu các bạn chỉ cầm mỗi con này và end lẹt thôi thì chắc là sẽ không đi xa được giống như tôi đâu các bạn ạ. Này, thêm quả mẹ mỗi con Clock Spider này là 500.000 sát thương. Nó còn làm chậm nha, tức là nó hút vào nó sẽ làm chậm con toilet ấy. Admin lại vô tình tạo ra một con unit mẹ cực kỳ mạnh để các bạn có thể leo Nightmare. Hoặc là leo, thậm chí là leo end lẹt luôn rồi các bạn nhá. Hồi xưa game kiểu để mà leo Nightmare hay là... Ôi mẹ nó ngủ hết mẹ rồi. Một khuyết điểm là con unit này cứ đụng phát là nó ngủ nha các bạn nhá. Bây giờ leo Nightmare hay leo end lẹt cực kỳ dễ luôn. Chả phải gọi là mẹ chiến thuật mẹ còn què gì cả. Chơi đơn giản cầm mấy con unit hack game như là Mewing này, Leprechaun này, hay là mấy con unit như thế này nữa. Hoặc là mấy con unit kiểu sự kiện đồng hồ nữa là các bạn có thể leo thoải mái mẹ luôn. Leo mà kiểu không đau luôn ấy. Các bạn này, 16 triệu máu nó chỉ tới được đây. Thì tức là sao? Tức là 30 triệu máu nó chỉ tới được đây. 60 triệu máu thì nó mới chỉ tới được đây. Vãi hò, thế mẹ có khi nào tôi leo mẹ lên wave 100 không nhỉ? Mẹ nếu thế thì hơi bị điên đấy. Một con unit mà leo lên wave 100 thì như vậy thì nó được sánh ngang với lại Mewing TV Man mất. Cái từ bắn tầm lâm phải dành cho con unit này á. Mẹ tuyệt kỹ cuối cùng bố mày bắn tùm lum. Ăn ba tô cơm mấy thằng xin tít này cho anh phát mấy em mẹ gọi là Classic Cameraman này. Mẹ vã vào nó sắp bật lìn đi. Anh mẹ cho mấy em viên kẹo 500k liên tục của con Nick Bunny rồi đấy. Ná kẹo vào bắn vào nó đi. Uầy, vẫn đang auto skip các bạn ạ. Tôi sẽ để cho nó auto skip cho đến khi nào mà thua thôi các bạn nhá. Rồi skip được đến wave 85 rồi này. Mà để xem có skip được đến wave 100 không các bạn nhá. Điên thật sự luôn đấy. Chơi đồ vào. Mày, ai cho chúng mày nhường chơi đồ vậy? Này mấy con gà nó làm choáng phát này. Ngủ hết mẹ luôn. Mơ. Nó mỏng manh nha. Chết rồi mấy con gà này nó cứ làm choáng vậy. Thua mẹ rồi. Thua sớm rồi các bạn, thua non rồi. Thôi kệ, cứ búp được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy. Các anh yêu ơi,
các mẹ chàng trai lính ngự lâm ơi, đừng ngủ nữa em ơi, mẹ dậy đi. Để anh skip phát đến game 100 xem nào, dậy đi. Dậy đi, mẹ để con bóc đồ cho bọn nó chơi nữa chứ. Ok, chơi đồ. Mẹ thằng nào cũng phải chơi đồ thôi. Đấy rồi, gặp con Glick rồi các bạn ơi. Chết bài, gặp con Glick rồi, nó phi rồi. Thôi, thua rồi. Thua rồi các bạn ơi, con Glick nó bu rồi. Nó bu đông một bụng vào đây rồi. Thôi, chết rồi. Rồi, như vậy là tôi auto skip được đến tận wave 92. Mẹ đéo thể tin được. Và nó tính cho tôi là wave 0. Hả? Ơ. Mẹ. Ơ. What the fuck? Ơ. Ủa, cái gì kỳ vậy? Trò đùa với chúng mày đấy à? Mẹ, 30 phút cuộc đời của tao trò đùa với chúng mày đấy à? What the hell, bro? Wave 0, double coin 0, coin pick 0, total 0, 30 phút 10 giây. Cái đéo gì vậy? Mẹ. Tao cần mẹ đấu kiếm với thằng này này. Tôi cần đấu kiếm với lại thằng admin theo đăng nít. Tại sao vậy? 30 phút cuộc đời của anh Bi đại thần, tôi có thể làm rất nhiều thứ. Tôi có thể làm vua hải tặc, làm kiếm sĩ mạnh nhất trong thế giới One Piece. Nhưng mà nó không cho tôi bất cứ một cái điều gì cả. Má, nó thiệt luôn á trời. Cái lần nào mà update sự kiện mới là nó đều có lỗi gì đúng á. Cay ghê á. Vậy là cả tôi với thằng Snack đều đoán sai. Thằng Snack là có thể đánh được đến wave 95. Tôi bảo là tầm 85. Nhưng mà rốt cuộc nó vào wave 0. What the fuck bro? Ma. Rồi, và vừa rồi là một cái video trải nghiệm với con unit mới Classic Clareman. Một con cực kỳ đáng để các bạn sở hữu. Hay cố gắng làm nhiệm vụ đi. Toàn phải làm mấy cái nhiệm vụ kiểu như là dễ không à. Mấy cái nhiệm vụ này, ok, nó còn đéo tính là anh chơi trận đấy luôn. Anh không hoàn thành cái nhiệm vụ cuối cùng là đánh bại 1000 con toilet khi mà sử dụng cái con đấy này. Tức là cái trận vừa rồi nó không tính là anh chơi luôn mà. Đù mày nhá, thiệt cay nha. Yeah, và nếu các bạn có thích video này, đừng quên đập nát nút like video và đăng ký kênh để giúp tiến độ video ra x5, x10 lần. Và đừng quên tất cả các dịch vụ về Tornet cho Defense, gem của sự kiện đồng hồ hay là cái con unit Classic Caraman này đều được đăng tải tại đó với một cái điều cực kỳ hời dành cho các bạn. Click ngay dưới link bio dưới phần mô tả phần ghim comment để vào cái web chính chủ của các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo. Peace!